tèo, căn tạc lắng, ấy lâu chênh bà lô cổ rốc xí lơ chùm nuôn ạ chà lạ nạ trò vò lín, đang hơi trong tuần trường cùng. Đà ra sẽ thay chù mục tèo nạ tập hốn, mình trăm tay chị đà ra xâm đai sẽ đài miên xâm rõ rõ xa át nông tế, tại bà nị dây bì chùm nín, nên tếp có sắp này sẽ lập bạ xâm đành rồi bò nín vinh cầu mình thoa mặt đà đài. Chị bì xét, bà nị dây bì ca riêng sâu rồi bò nín vinh cầu rượt tay mình thoa mặt đà được ní. Cô thay nín bàn bàn chọc thân nạ mô hào vì xí lạy bà này sẽ thả bạc sẽ cắm, nơi sẽ có vì xí lạy đó là bấy mùi rồi bò thay. Lời bì nị tư tiết, mấy thamay nít đà ra sẽ tèo cầu bàn thu vui ai mô hào chù nạ công trô chì chả đàn bạc này thông thống, nên sẽ lăng căng tay mà đón khăn nạ nín bàn bằng cắt một chùm đuôn thầm ấy, đất tơ tay khi mình nạ đang to tại sọ khả năng nút niềng bàn đuôn xa hạ ca chi mùi mật phé bạc một chùm đuôn à cho là nạ trọp thầm ấy, đào chạp đàm bì cầm rộng tay vì lai trang bình nứt đã sang sang nơi trong cận đá tì cổng bằng cọ chùm đuôn bày cạnh lãnh, đào chùm này lùi trù trù, bà màn chi mùi bọn bà mùi rồi liền bát ảnh nộ. Mặc tốt bình đi, cầm rộng tay vì lai rộ bò niềng cậu bạn đã lụi chìa phá lời ca hỏi đá, xâm rạp bằng bình đầm rời ca rộ bò mà hà chùn. Chàng nà mến, chúng bố đâm năng mùi ní, nè công trô khơi nháy, mân xa xa niềng mặn bàn láo, bà rùng niềng mân trâm ta chị đà ra sợi đà miên tếp cơ xoal nụ tế, tại bà nữ dây bị phiếp chá lạt bây rộ bò niềng, cơ rất tài lịch lâu chiên kế phòng đài.